video về lịch sử khó hơn nữa đi chị, chữ dễ quá. Chị Thanh Trí ơi, bữa nào chị lên video về lịch sử và dịch giúp em từ Điện Biên Phủ đi chị. Video hôm nay dễ quá, em đúng hết luôn. Ok ok, các bạn toàn bảo Thanh Trí đố câu dễ quá chứ gì. Cứ từ từ khoai sẽ nhừ. Chào mừng 500 anh em đến với loạt câu hỏi nổ não, thách thức thần đồng lịch sử, chiến thần giải đố, ông Tổ Văn Chương, Ba Hoàng chém gió luôn. Nào nào, hãy cẩn thận lắng nghe bài hát này. Liệu rằng bạn có biết bài hát nhắc đến ai không? Chị Võ Thị Sáu, Mỹ Thứ hay Nguyễn Thị Minh Khai? Wow, các bạn có phải là người Việt Nam máu đỏ da vàng không đấy? Đó là bài hát biết ơn chị Võ Thị Sáu đó các bạn ơi. Người con gái trẻ măng, giặc đem ra bãi bắn, đi giữa hai hàng lính vẫn ung dung mỉm cười. Không cần bịt mắt tôi, hãy để cho đôi mắt tôi được nhìn đất nước thân yêu đến giây phút cuối cùng. Và tôi có đủ can đảm để nhìn thẳng vào họng súng của các người. Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm. Khi đọc những dòng chữ này, Nhanh Trí nổi cả da gà bởi vì bài hát quá hào hùng và nhớ tới chị Võ Thị Sáu. Các bạn có cảm nhận vậy không? Cùng Nhanh Trí lắng nghe một lần nữa nhé! Chưa dừng lại ở đó đâu, để góp phần vào chiến thắng của quân đội ta, không thể không nhắc tới sự góp mặt của các đồng chí xe đạp. Cụ thể là đồng chí nào thì anh em thử đoán xem. Hình A đúng không chị Trí? Sợ ai sai? Thế hình B? Sai bé bèn bèn rồi. Đây là chiếc xe này với tên gọi là xe đạp thồ, đúng kiểu độc lạ có 102, đã trở thành phương tiện vận tải chưa từng có trong lịch sử. Không cần xăng, dễ ngụy trang và chở được nhiều đồ nặng. Băng rừng vượt suối, chiếc xe đạp thồ làm việc hết công suất, không kể ngày đêm chở hàng ngàn tấn hàng hóa cho chiến trường. Có khác nào một vị anh hùng đâu. Nó đã góp phần không nhỏ trong chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu của chúng ta đấy. Thế mới thấy cha ông ta ngày xưa đỉnh cỡ nào phải không các bạn. Máy bay xe tăng của địch ư, đều phải chào thua chiếc xe đạp này cả thôi. Có khi nó còn ăn đứt chiếc xe đạp điện bây giờ luôn ý. Các bạn bây giờ thử hỏi ông bà cha mẹ xem lứa tuổi của ông bà cha mẹ các bạn có biết đến chiếc xe đạp thồ huyền thoại này không nhé. Còn bây giờ các trai xinh gái đẹp, con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ ơi, Nhanh Trí có câu này siêu siêu khó thách đố các bạn đây. Đây là đâu nhỉ? Kinh thành Huế, Hoàng thành Thăng Long hay thành Cổ Loa vậy? Có đáp án chưa? Thật tự hào quá đi. Đây chính là kinh thành Huế đó các bạn ơi. Tuy nhiên những gì trước đó anh em thấy là hình ảnh đã sử dụng công nghệ cao để phục dựng lại. Còn bây giờ kinh thành Huế không còn lung linh như xưa nữa. Do chiến tranh tàn phá nhiều, công trình kiến trúc cả ngàn năm tuổi của nước ta đã biến mất. Bây giờ thì vẫn còn, các bạn vẫn có thể đến kinh thành Huế để ghé thăm, nhưng mà không còn lung linh như xưa thôi nhé. Mong là chúng ta sẽ sớm phục dựng lại các công trình lịch sử huy hoàng này để cả ngàn đời sau biết đến phong kiến Việt Nam ta cũng huy hoàng vững mạnh, không thua kém gì các nước nào cả. Các bạn ở đây có nhớ chúng mình học lịch sử về kinh thành Huế ở lớp mấy không? Comment ngay xuống bên dưới nhá. Nếu câu 3 mà trả lời sai thì không lai dai, mình té qua câu 4 để gỡ lại nào. Theo các bạn, quốc gia nào đã giúp Việt Nam ta đánh giặc? Nga, Nhật Bản hay Hà Lan? Chắc chắn rồi, đó là nước Nga. Câu này Nhanh Trí hỏi đi hỏi lại rồi, sợ anh em quên nên cứ nhắc lại phát nữa cho chắc ăn đấy. Nước Nga hay trước gọi là Liên Xô đã giúp nước ta rất nhiều trong chiến tranh, cả mặt vật chất lẫn tinh thần. Ngoài ra còn có Cuba và nhiều nước khác. Đến nay hòa bình rồi, Việt Nam cũng sẽ không bao giờ quên ân tình năm đó đâu. Các bạn có cảm thấy biết ơn nước Nga và Cuba không? Hỡi người con Việt Nam ơi, các bạn comment xuống bên dưới một câu cảm ơn thật chân tình nào. Ok ok, các bạn đã comment xong chưa? Nhanh Trí cảm ơn các bạn nhé. Nhanh Trí ơi, Nhanh Trí biết ông Thương không? Biết, ông Thương trên top top chứ gì, xưa rồi. Thế anh em có biết cái này là cái gì không? Ô, hết thời gian rồi kìa, đó là bếp Hoàng Cầm. Ủa, có cái bếp thôi mà, có gì hay ho đâu nhở? Này, nói vậy hơi bị mất quan điểm đấy. Ngày trước bộ đội ta cứ nhóm lửa nấu cơm là y như rằng khói bay lên. Quân địch thấy vậy lại kéo máy bay đến bắn phá nát. Đấy, cơm không nấu mà ăn được cơ, khổ ghê. Nhưng sau chiếc bếp này ra đời với nguyên lý siêu đặc biệt, nấu cơm thơm phức phức mà không có khói, từ đó hết sợ quân địch phát hiện. Nhờ nó mà bộ đội ta đã được ăn cơm nóng, có nước nóng để uống trong mùa đông.
Các viện quân y dã chiến có nước nóng để sát trùng dụng cụ y khoa. Wow, đúng là trong cái khó lại lo cái khôn đúng không các bạn? Ông cha ta ngày xưa quá sáng tạo và quá đỉnh anh em nhỉ. Tiếp theo sẽ là câu hỏi nghe thì dễ đấy, nhưng lại khó trả lời bỏ xu đi được ý. Ai là vị vua cuối cùng của Việt Nam ta? Vua Bảo Đại, vua Nguyễn Ánh hay vua Hùng? Hey, cái này dễ này, là vua Bảo Đại nha. Ông sinh ngày 22 tháng 10 năm 1913, tên khai sinh là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Ông là vị hoàng đế thứ 13 và là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, cũng là vị hoàng đế cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam ta. Nhanh Trí trả lời xong rồi đấy. Anh em thấy Nhanh Trí trả lời quá là chuẩn luôn chưa? Cuộc vui còn ở phía sau, anh em vượt qua câu này chắc chắn kỳ thi này ấm ngay con mười trong tay cho mà xem. Đây là anh hùng dân tộc nào? Nếu bạn nào có câu trả lời là anh hùng La Văn Cầu thì quá chuẩn rồi. Trong tay của tôi lùn bằng thì tôi chỉ còn cách là chặt đi. Nhưng bản thân mà mình chặt cũng được. Thế và nhờ đồng chí tiểu đội trưởng nó ngoan kia chặt xuống. Người đã nhờ đồng đội chặt cánh tay ngay trên chiến trường để chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Bác ấy là một anh hùng của dân tộc Việt Nam và là một tấm gương sáng để chúng cháu học hỏi. Vì vậy, chúng ta hãy làm những gì giúp ích cho xã hội, hãy làm những việc tốt để dân tộc Việt Nam ta mãi tự hào nhé. Chúng cháu yêu bác Hồ và yêu cả dân tộc Việt Nam. Câu số 8 tới đây, anh em bây giờ mà muốn vượt qua, phải gióng tai nghe thật kỹ đây này. Thanh Hóa là thủ đô của nước nào? Đại Ngu hay Đại Việt hay Vạn Xuân? Tôi biết, nước Đại Việt nha. Sai biết bèn bèn rồi. Thế không học lịch sử à? Nước Đại Ngu, thời kỳ nhà Hồ năm 1400. Bạn nào trả lời sai, về học lại ngay lịch sử cho tôi nhớ chưa? Câu hỏi số 9, rất khó cho ai lớp 2, nhưng dễ cho ai lớp 4 đó nha. Quang Trung với Nguyễn Huệ là gì của nhau? Anh em sinh đôi, bạn thân hay là cùng một người? Ồ, là anh em sinh đôi à? Úi dồi ôi, chả biết cái gì, học lại đi. Quang Trung, Nguyễn Huệ đều là tên gọi của một người mà thôi. Đó là người anh hùng áo vải lãnh đạo khởi nghĩa Tây Sơn, vang danh sử sách với công trạng hiển hách, lưu danh muôn đời. Các bạn đừng nhầm lẫn Quang Trung, Nguyễn Huệ là hai người nữa nhé. Đây đây, câu hỏi thứ 10 này mới dành cho bạn nào muốn 10 điểm môn lịch sử đây này. Đâu là lá cờ giải phóng miền Nam Việt Nam vậy? Rồi, lá cờ có hình ngôi sao vàng trên nền đỏ và xanh dương này chính là lá cờ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Nửa phần trên, màu đỏ đại diện cho miền Bắc đã độc lập, nửa màu xanh dương tượng trưng cho miền Nam vẫn còn trong kìm kẹp của Mỹ. Màu xanh ấy là hiện diện của khát vọng hòa bình thống nhất, nhân dân cả nước đồng lòng nỗ lực giúp miền Nam giải phóng. Lá cờ nửa đỏ nửa xanh, màu đỏ của đất, màu xanh của trời, ngôi sao chân lý ở đời, Việt Nam vàng của lòng người hôm nay, càng nhìn ta lại càng say, biển Đông lồng lộng gió lay ngọn cờ. Đây quả thực là một bài thơ thể hiện lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước hừng hực khí thế. Đọc xong Nhanh Trí nổi cả da gà luôn ấy. Ê, thế nhưng mà từ nãy đến giờ hình như toàn dành cho những bạn học giỏi lịch sử thôi thì phải. Thế bây giờ những bạn không học giỏi lịch sử có câu hỏi này thì biết phải trả lời sao? Tại sao lại cứ phải học lịch sử nhỉ? Các bạn có trả lời được không? Nhanh Trí trả lời cùng nhé. Mỗi con người cần phải biết tổ tiên, ông bà mình là ai, mình thuộc dân tộc nào, con người phải làm gì để có được như ngày hôm nay đúng không? Từ đó biết quý trọng, biết ơn những người đã làm nên cuộc sống ngày hôm nay và chúng ta phải học tập, lao động để góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn nữa. Vì thế, chúng mình học lịch sử là điều đương nhiên rồi, không cần bạn phải học giỏi, nhưng những mốc quan trọng của dân tộc thì bạn nên nhớ nhé. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn mà. Chú ý, tiếp theo là tiết học lịch sử lớp 3, lớp 4 hay lớp 5 đây nhỉ? Ai được gọi là Bình Tây Đại Nguyên Soái, các bạn có biết không? Trương Định, Nguyễn Hiền hay Đinh Bộ Lĩnh? Hẳn nào cũng có bạn đoán là Đinh Bộ Lĩnh chứ gì? Không phải đâu, đó là Trương Định. Trong sách lớp 4 còn có bài này mà. Không tin á, anh em cứ dở sách ra mà xem, ngay ở phần đầu luôn. Tiếp đến là những câu nói bất hủ trong lịch sử. Check! Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây.
Các bạn lớp 4, lớp 5 ơi, học rồi đấy, cố nhớ lại đi, xem đây là câu nói của ai nhé, Hoàng Hoa Thám hay Nguyễn Trung Trực? Đó là câu nói bất hủ của anh hùng Nguyễn Trung Trực. Ông là tấm gương về lòng yêu nước, ý chí quật cường chống giặc ngoại xâm. Ông khiến quân thủ khiếp sợ với nhiều chiến công hiển hách và nhiều câu nói bất hủ đi vào sử sách đấy. Tiếp theo là một câu hỏi siêu siêu dễ mà người Việt Nam nào cũng nên biết. Ngô Quyền đã đóng cọc ở đâu? Anh em lưu ý này, đây là câu hỏi lịch sử lớp 4 nhưng lớp 2 vẫn trả lời được nha. Nên ai mà sai là hơi bị quê đấy. Nhanh chỉ đoán đó là sông Bạch Đằng. À, đúng rồi kìa. Câu hỏi cuối cùng chỉ dành cho fan. Check! Tất cả những vị anh hùng ngày hôm nay nhanh trí nhắc tới bao gồm những ai? Đã dành cho fan thì phần trả lời cũng là phần của các bạn nhé. Nhanh trí sẽ đợi những comment hay nhất và bê vào video lần sau. Mua!